Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn ý nghĩa của các chữ cái trên các dòng Galaxy của Samsung. Từ trước đến nay, thương hiệu Samsung từ lâu đã nổi tiếng với những dòng smartphone khác nhau như là Galaxy S, Galaxy Z hay là Galaxy A vân vân. Mỗi dòng smartphone này đều có những cái nét đặc trưng riêng và được hãng đánh dấu bằng một cái chữ cái nhất định. Ít ai biết rằng ngoài việc hỗ trợ phân loại các dòng máy thì những ký tự này lại có những cái ý nghĩa khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ xin giải đáp các chữ cái trên các dòng Galaxy S của Samsung. Cái dòng Galaxy đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là dòng Galaxy Note. Galaxy Note là dòng điện thoại cao cấp nhất của Samsung trên thị trường hiện tại. Sở dĩ gọi là Note là cuốn sổ là bởi dòng smartphone này luôn được tích hợp kèm theo một chiếc bút cảm ứng X-Band phục vụ cho việc ghi chú cấp tốc. Ngoài ra máy cũng có kích cỡ rất lớn, rất là phù hợp cho những người làm việc văn phòng, thích xem phim giải trí trên điện thoại. Cái dòng điện thoại cao cấp nữa của Samsung đó là dòng Galaxy S. Chữ S ở trong Galaxy S nó có nghĩa hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là smart, super smart, điện thoại siêu thông minh, hay là một cái nghĩa nữa đó là special edition, phiên bản đặc biệt. Đây là một cái dòng điện thoại rất là cao cấp của Samsung, nó hội tụ đầy đủ tất cả mọi cái tính năng của những cái dòng smartphone hiện đại ngày nay, như là màn hình 4K, RAM từ 4 đến 6GB, rồi quay phim chụp ảnh đều là 4K cả, xóa phông, hình nền đều rất là hiện đại. Có một cái trở ngại đối với lại người dân có thu nhập thấp và thu nhập trung bình đó là giá của nó rất là cao trên thị trường hiện nay. Cái dòng Galaxy thứ ba mình muốn giới thiệu ở đây đó là dòng Galaxy A, dòng Galaxy tiệm cận với dòng Galaxy cao cấp như là S hay Note. Chữ A ở trong Galaxy A nó viết tắt của từ Alpha. Đây là cái dòng sản phẩm mở rộng từ mẫu smartphone Samsung Galaxy Alpha ra mắt hồi tháng 9 năm 2014. Đặc trưng của cái dòng sản phẩm này là ngôn ngữ thiết kế tương tự đối với dòng Galaxy S nhưng có cấu hình và giá thành bán ra thị trường thấp hơn các dòng mẫu smartphone cao cấp khác. Dòng Galaxy thứ tư mình muốn giới thiệu ở đây đấy là dòng Galaxy Z. Giống như với lại Galaxy V và Galaxy C thì trước đây series S sản phẩm Galaxy Z vốn là mẫu điện thoại độc quyền cho thị trường Nhật Bản, và chữ Z ở đây nó cũng nghĩa là chữ Japan. Nhưng sau đó thì Samsung tận dụng tên gọi và phát triển mạnh thành dòng thiết bị chiến lược để tấn công thị trường smartphone giá rẻ trên toàn quốc, trên toàn thế giới. Hiện nay Galaxy Z series đang có rất nhiều những cái mẫu khác nhau như Galaxy Z 1, Z 2, Z 3, Z 5, Z 7, Z 6, đặc biệt hai mẫu Z 5 Bright và Z 7 Bright đang làm mưa làm gió tại thị trường ở nước ta. Chữ Z ở đây chúng ta hiểu nôm na là chữ Japan. Một cái dòng điện thoại Galaxy bình dân nữa mình muốn giới thiệu ở đây đấy là Galaxy V. Galaxy V là lời tri ân của Samsung đối với người tiêu dùng Việt Nam. Chữ V đại diện cho Việt Nam và chữ V cũng có nghĩa là Victory. Galaxy V cũng là dòng điện thoại được thiết kế và sản xuất độc quyền chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Cái dòng điện thoại này thì nó ra đời cách đây chắc cũng phải, theo mình nghĩ nó ra đời cách đây cũng phải 6-7 năm rồi mọi người ạ. Đây là cái dòng điện thoại ngày xưa rất là nhỏ nhắn, rất là phù hợp cho phụ nữ. Một cái dòng Galaxy bình dân nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây là Galaxy Y. Chữ Y ở đây viết tắt của từ răng là trẻ, là dòng điện thoại được ra đời để tiếp cận những cái thị trường tiềm năng mới nổi. Tên gọi răng cho thấy đối tượng khách hàng chủ yếu của cái chuỗi điện thoại Galaxy E này đó là giới trẻ, những người rất là yêu thích công nghệ mới nhưng chưa có đủ điều kiện để theo đuổi những cái thiết bị di động đắt tiền. Dòng E cũng là cái dòng điện thoại cũng rất là nhỏ nhắn, cũng rất là phù hợp cho những đối tượng phụ nữ cũng như là các bạn trẻ. Một cái mẫu điện thoại Galaxy nữa cũng thuộc dòng bình dân đó là Galaxy C. Hiện trên thị trường thì đã xuất hiện một số cái mẫu điện thoại Galaxy C như là Galaxy C5, C7. Ký tự C thì nó là tên gọi cho quốc gia đông nhất thế giới mà các bạn cũng biết rồi đấy, đấy chắc là Trung Quốc, và C có nghĩa là
Trailers. Một cái dòng Galaxy nữa mà ra đời cũng khá lâu rồi ấy, đấy là dòng Galaxy Z. Z là đại diện của từ đấy, là Z là đại diện của từ đấy, từ Royal. Royal nghĩa là hoàng gia đấy mọi người. Điều này nhằm ám chỉ dòng sản phẩm hướng tới việc cho ra đời những cái mẫu cao cấp dành cho những vị khách muốn khẳng định đẳng cấp mà họ